Cô chào cả lớp. Trước khi bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô mời các bạn đứng lên múa và hát một bài. Lớp mình hát rất hay và cô muốn thưởng cho lớp mình một trò chơi. Lớp mình có muốn chơi không nào? Vậy thì hãy lắng nghe nhé. Trò chơi của cô có tên là Ai nhanh ai đúng. Mỗi lượt chơi sẽ gồm có hai bạn. Các con sẽ dùng hai chiếc búa này để đập vào cô gợi ý đến giác quan nào thì các con hãy đập nhanh tay vào giác quan đó. Bạn nào đập nhanh và chính xác hơn thì sẽ giành chiến thắng. Các con đã hiểu luật chơi chưa? Vậy thì lần đầu tiên cô mời hai bạn nhớ và thuộc bài cũ, muốn lên đây chơi nào? Cô mời bạn Phong, bạn Chiến. Hai con đã sẵn sàng chưa? Các con hãy tìm cho cô giác quan dùng để nhìn mọi thứ xung quanh. Bạn Phong đập rất là nhanh. Tiếp tục, hãy tìm cho cô giác quan dùng để ngửi mùi của thức ăn. Bạn Phong rất là nhanh, bạn chỉ cần cố gắng hơn nhé. Lần cuối cùng, tìm cho cô giác quan dùng để nếm vị. Vậy là lượt thắng, lượt chơi đầu tiên, bạn giành chiến thắng là bạn gì nhỉ? Bạn Phong phải không nào? Chúng ta thưởng cho bạn Phong một tràng vỗ tay. Còn bạn nào muốn chơi tiếp nào? Cô mời bạn Hải và bạn Tân. Hai con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Hãy tìm cho cô giác quan dùng để ngửi. Giác quan dùng để nghe. Tìm cho cô giác quan dùng để sờ vào một vật khác. Bạn Hải rất là nhanh tay và thuộc bài cũ đấy. Qua trò chơi vừa rồi, cô thấy lớp mình nắm khá là rõ bài cũ. Cả lớp thưởng một tràng vỗ tay. Tiếp theo, cô đố lớp mình biết là bạn nhỏ trong bài đã dùng giác quan gì để cảm nhận được vị chua của khế. Cô mời Linh. Em thưa cô, bạn nhỏ trong bài đã dùng giác quan lưỡi để cảm nhận được vị chua của khế. Đúng rồi, bạn nhỏ trong bài đã dùng lưỡi để cảm nhận vị chua của khế. Vậy thì bạn nào cho cô biết đôi mắt của chúng ta dùng để làm gì? Cô mời Hà. Em thưa cô, đôi mắt của chúng ta dùng để nhìn mọi thứ xung quanh ạ. Đôi mắt của chúng ta dùng để nhìn mọi thứ xung quanh. Rất là chính xác, Hà rất nhớ bài cũ. Vậy thì đôi tai của chúng ta dùng để làm gì? Cô mời Nam An. Em thưa cô, đôi tai của chúng ta dùng để nghe những âm thanh ạ. Để nghe được những âm thanh xung quanh thì chúng ta cần phải dùng đôi tai. Vậy thì làm sao để cho đôi mắt và đôi tai của chúng ta luôn được khỏe mạnh và luôn nhìn, nghe rõ mọi thứ? Thì chúng ta hãy vào bài học ngày hôm nay để biết được cách chăm sóc, bảo vệ đôi mắt và đôi tai của mình. Bạn Linh đọc lên bài cho cô, các giác quan. Theo cô, tên bài là các giác quan của con người ạ. Tên bài là các giác quan. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cụ thể là chăm sóc và bảo vệ các giác quan. Nhưng đã hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Cả lớp đã rõ chưa? Rõ rồi ạ.
thì chúng ta hãy quan sát lên đây, trên tay cô đang là các bức tranh vẽ về những việc nên và không nên làm để bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Và các con hãy di chuyển về nhóm 6 để thảo luận với nhau nào. Cô mời bạn là nhóm trưởng hãy lên lấy các bức tranh và đồ về để xếp vào những cột nên và không nên. Các con có 2 phút để thảo luận, 2 phút bắt đầu. Nhóm đôi cho cô biết là những bức tranh trên đây thì bức tranh nào là
nào là không nên và vì sao nhé. Hai phút thảo luận bắt đầu. Thời gian thảo luận đã hết. Mời đại diện nhóm của bạn Hà lên nào cho cô biết hai phút trên đầu của con làm thế nào. Mời con. Con thấy gì, bước chân vẽ gì và nên hay là không nên, vì sao nhé? Cả lớp hãy công tâm đúng hoặc sai. Con cô là bức tranh đầu tiên thì con thấy một bạn nữ đang đeo tai nghe. Con nghĩ là cái bức tranh đấy, con nghĩ là hành động đấy không nên là bởi vì mình đeo tai nghe nhiều quá thì sẽ làm tổn thương tai. Đúng ạ. Còn bức tranh thứ hai con thấy hai bạn đang, một mình và một bạn đang nói to vào tai bạn còn lại. Con nghĩ mình không nên làm như vậy. Bởi vì nếu mà làm như thế thì rất là dễ gây tổn thương đến bạn ấy ạ. À đúng rồi, cô mời bạn Linh về chỗ bạn Linh làm rất là tốt. Tiếp theo mời nhóm của bạn là Hải Anh lên làm cho cô ba bức tranh cuối cùng. À nhóm bạn Hải Anh làm đúng không nhỉ cả lớp? Có. Cô khen nhóm bạn Hải Anh rất là tốt. Vậy thì bao nhiêu bạn trong lớp mình làm giống bài của hai bạn trên? À lớp mình rất là giỏi, cô khen cả lớp. Vậy thì bạn nào cho cô biết là con cần phải thay đổi thói quen nào để bảo vệ đôi tai của mình và vì sao nhỉ? Cô mời bạn là Hà. Con nói cô là con nghĩ là mình không nên đeo tai nghe thường xuyên và không nên nghe những âm thanh quá to và mình phải luôn luôn vệ sinh tai sạch sẽ. À đúng rồi, bạn Hà có hãy có quyết tâm lên để và có những thói quen tốt cho đôi tai của mình nhé. Tiếp theo cô mời bạn khác. Cô mời bạn Tân. À bạn Tân muốn thay đổi thói quen là bạn sẽ không đi hết to vào tai bạn khác nữa. Rất là tốt. Tiếp theo chúng ta còn muốn chơi một trò chơi nào? Trò chơi của chúng ta có tên là lên xe buýt. Các bạn nhỏ trong bài rất là muốn lên xe buýt để đến trường. Tuy nhiên bác tài xế đã đưa ra một thử thách là các tình huống chúng mình hãy giúp các bạn nhỏ bằng cách xử lý các tình huống trên để có thể bảo vệ đôi mắt và đôi tai của chúng mình nhé. Các bạn rủ em
mở đi, mở càng to càng tốt. Bật bật nhạc to sẽ bị đau tai đấy, bạn không nên làm thế. Con chọn đáp án nào? Con sẽ chọn đáp án C ạ. Bật nhạc to sẽ bị đau tai đấy, các bạn không nên làm thế ạ. À, vậy chúng ta cùng kiểm tra xem đáp án của bạn có đúng không nhé. À, xin chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Bây giờ các con hãy lên nhận thưởng nhé. Bạn nhỏ trong các bạn nhỏ trên đây, cảm ơn lớp chúng ta đã giúp các bạn có thể lên được xe buýt và tới trường, và các bạn chúc cho chúng ta học ngày càng tốt. Sau bài học ngày hôm nay thì các con đã biết làm thế nào để có thể bảo vệ chăm sóc đôi mắt và đôi tai của mình chưa nhỉ? Có những thói quen xấu thì chúng mình cần phải tránh xa, và những thói quen tốt thì cần phải duy trì và giữ nó nhé. Cả lớp đã rõ chưa không? Rõ rồi ạ. Các con về nhà hãy ôn bài thật là kỹ và chuẩn bị bài sau nhé.